rồi, món này chan cơm ăn nhỉ anh nhỉ? Sớm hết luôn. Đây là món dừa mận nhé các bạn nhé. Nhìn màu rất là đẹp. Anh em đang giết lợn ở phía trong kia các bạn ạ. Mình cái cảnh giết mổ này thì không được phép quay lên. Hôm nay có cô em cậu dưới quê lên, đâm ra là mình mấy anh em lôi nhau ra cái quán anh Hoan các bạn ạ. Anh Hoan là có mấy cái nhà hàng ở đây rất là ngon, nhất là có quán phở ấy. Hôm nào mình sẽ quay review cho các bạn xem. Rất là ngon luôn. Đang chờ anh em chế biến. Ở đây là cái không gian của cái quán này đây, quay chia sẻ với mọi người. Nếu ai mà có dịp lên đến Lào Cai mà muốn đi thưởng thức cái món lợn cắp nách thì mình có thể đến quán cái nhà anh Hoan các bạn nhé. Đây là cái không gian của quán này, rất là rộng luôn. Giờ mình tranh thủ đến sớm một chút thì để nó đang vắng người chút tí, là rất là đông luôn. Đấy, ở đây là có những chưa, cái này là rượu mình ủ đấy hả chị? À đấy ạ. Đấy, đi những cái nhà hàng nào mà có những cái loại rượu này uống thì yên tâm này, nó không bị đau đầu. À, cho này đây là bức ảnh khai trương. Có bao giờ nó cháy mà nó nổ bụng luôn không? Cái này thường thường thui khoảng bao lâu thì nó chín hả Hải? Cái này 15 phút. 15 mà. À. Mùi có vẻ thơm thơm rồi đấy. Nhưng mà mùi thơm của rơm. Vàng chưa? Bình thường tôi thấy ở trên bản ấy, người ta hay lấy kiểu cái quạt ấy. Người ta quạt đấy. Đây cũng ủ, không cần quạt. Ủ luôn đúng không? Đấy, vàng chưa? Nói chung là cứ phải là rơm thì nó mới thơm nhỉ. Đây là công đoạn lọc lợn. Này thường thường lọc khoảng bao nhiêu lâu thì pha xong con lợn này anh Hoan? Con này ngon chưa? Bây giờ cho bỏ lên khoảng 10 phút. 10 phút ạ. Rút sườn hết hả anh? Rút sườn. Rút sườn này anh lấy cho ba chỉ để anh cuốn. À. Cuốn anh hấp. Tí mới cuốn luộc đúng không? Đúng là lợn thửa lợn cắp nách xịn, nó khác nhìn cho khác ngay, không mỡ hết về rất là ngon. Và nạc thấu ấy đây nhờ. Nhìn ngon. Tây Bắc thì rất là nhiều món hạt sen. À, đây là toàn bộ gia vị để chế biến đây đúng không anh? Nhìn rất là đẹp. Sao lát nào?
mùi lá mắc mật hơn thôi đấy. Đấy cả mũi. Ok, 6 lăn rồi, cho gừng vào nhá. Cho thơm à? Nhìn nó hấp dẫn hẳn lên nhờ. Đây là món gì đấy hả anh Hoan? Đây là đúng rồi, rồi lăn. À, rồi. Nhìn vậy hấp dẫn nhờ. Anh một lúc sau làm như anh này mổ sáng mổ chiều rồi. Ngày trung bình mổ bao nhiêu con anh? Có ngày trung bình là khoảng 2-3 con rồi. À, cái này hay gọi là bánh xe nhờ, ngày xưa ăn này phê. Cái nước ở lòng nó ra anh ấy nấu cháo. À đúng rồi đúng rồi, kiểu nhờ bỏ tí gạo vào ấy nhờ, làm mắt cháo. Tuyệt vời đấy. Kiểu ngày xưa mình ăn Tết ấy, hay mổ lợn thôi rồi làm thế. Khoác cũng rượu xong rồi làm tí cháo. Làm tí cháo là lòng ấm bụng ngay đúng không? Cứ nó cứ phun nước phun đỏ nữa đúng không anh? Đúng rồi, nó ra cái nước trắng là chín rồi. Rồi anh ngon rồi đó. Cái loại rồi này cứ phải ăn nóng nhá. Ngày xưa nhà mình lúc rồi cứ thừa nghệ nhân hay đổ vào luôn. Đúng rồi. Xong là lắp cháo ngon lắm. Đây là món gì đây? Hấp. Hấp ạ? Hấp khô và hấp nước. Nước. À. Nước này của anh này làm nước. Là nước sốt. Nước rất là ngon thì nhiều nước sốt lên. À đấy. Cái hấp này là nó sẽ thấm vào thịt. Vâng, nó ngấm. Thực ra hấp khô cũng được mà hấp nước em thích cái kiểu hấp nước này hơn này. Vì nước này nó ngấm gia vị hơn. Vâng. Vâng. Cái này hấp khoảng bao lâu được anh? À thế ạ. Cái rất là dày. Vâng, bì nó dày. Bên là cái này mình bó nó vào này thì thịt nó chắc đúng không anh? Lúc thái nó đẹp. Ui thơm thế nhỉ. Này sắp chín đi anh. Sắp chín rồi. Vâng. Ngon quá, thơm lắm rồi. Lá này lá gì đây? Lá bông mật. À thế ạ. Cho chút lá bông mật vào cho nó thơm đúng không? Dậy mùi. Em cứ tưởng là đồ quay mới cho, hóa ra là hấp này cũng cho đúng không? Đấy. Cái nước hấp của anh rất là biệt. Hấp của anh rất là nhiều loại. Nhiều loại sốt mà. Mình xin phép là không quay cái nước sốt này, mong các bạn hết sức thông cảm. Bởi vì đây là cái bí quyết của mỗi một nhà hàng ấy. Mỗi một khác nhau nên là các bạn đừng hỏi mình là cái nước sốt này là những cái gì các bạn nhé. Hết sức thông cảm, bí mật nghề nghiệp nhà hàng. Chín đi anh. Sao có cả miếng không bó hả anh? Miếng này mới thịt bông. À thịt bông mình lại không bó đúng không? Vâng. À chỉ lạc như lần rồi. Vâng. Có nghĩa là nó là loại lạc thấu xương rồi đúng không? Thơm lắm các bạn ạ, nếu mà các bạn mà được ngửi ở cái chỗ này thì nói chung là điếc hết mũi luôn. Cái dây buộc này nó là dây... Đây rất là sạch, anh rửa rất là thử, rất là sạch. Rất là cứng. Đấy. Em quay thái. Dạ. Xuống lợn như thì ngon nhỉ. Lợn nó như lợn rừng luôn. Bì rất là dày. Hầu như mình thửa con nào cũng như con nào đúng không anh? Con nào như con nào. Này chắc là cái công đoạn mà anh chọn lợn nó phải kỹ lắm ấy nhỉ. Anh thì rất là khó tính về thực phẩm. Vâng. Nói chung là mình khó tính thì mình chọn lựa thực phẩm luôn thì mình bảo vệ khách hàng mình mà. Vâng, đúng rồi. Nếu mà để mà đi ăn mà gặp được con lợn như này chắc là sướng. Nhìn từng thớ thịt của nó thấy nó hấp dẫn rồi. Có anh ấy
này là mình tí nữa mình bày ra mẹt hết đúng không anh? Ra mẹt. À, mẹt thì nó đẹp nhỉ. Đúng rồi. Ây dô, xem cái phần khấu đuôi nhá. Đấy, khấu đuôi. Cái này mình kiểu là mới bỏ ra nó nóng đúng không anh? Nó nóng, nó giờ nó. Em đã béo sới mấy em này thích ăn cái kiểu mà nó khấu đuôi này này. Đấy, phần đấy, ngon. Anh rất thích ăn cái này. Chế điều rất ngon. Cái này gọi là lòng xe điếu của anh. Đúng rồi. Đây là này. Con này nó là gan lếp rất là dẻo. Ăn rất là thích. Cái này mình phải có cách luộc cho anh đúng không? Đúng, không là sát ngay nhỉ? Đúng rồi, sát. Rồi, món này chan cơm ăn nhỉ anh nhỉ? Sớm hết luôn. Đây là món dừa mận nhé các bạn nhé. Nhìn màu rất là đẹp. Cái này thường thường thì mình ninh khoảng bao nhiêu lâu thì được anh? Em thấy cái miếng thịt của nó nhỉ, cái bì của nó kìa, nó dày. Này, các bạn nhìn đấy, thấy không? Nhìn như kiểu bì ấy, bì trâu ấy, bì bò ấy, bì ngựa ấy. Vâng. Thơm quá các bạn ạ, rất là dậy mùi luôn. Ui, nhìn này là muốn chống vật rồi. Ngon. Mà chắc là chưa chín đâu đúng không anh? Món này ăn bún rồi, thôi rồi. Này là làm tí bún đây nhỉ? Rồi, ngon. Này ăn bún rồi này nó sệt rồi. Thế cả uống rượu em không thích cái loại này cơ. Em mà cứ đi quán là em phải order. Thường thường order thêm một cái bát này. Nếu mà order thêm một bát này khoảng bao tiền anh? Cái này là nó 150.000 nữa. À, 150 bát đầy đặn cái này á. Ủa, còn rớt nhờ. Ngon quá. Khói bốc nghi ngút rồi. Đây là món chả nướng đúng không? Nướng than hoa anh nhỉ? Rồi, thơm thế. Đến hết cả mũi luôn rồi. Đấy là dầu hào anh? Dầu điều đúng không? Dầu này mình khuếch vào để cho nó tạo cái giữ được cái nước thịt ở trong với này làm giòn cái bì. À, nhìn quá ngon. Cái thịt mà để nướng này đa số là lấy thịt ba chỉ đúng không anh? Hay là khoai? Ba chỉ lách. À thế ạ? Ba chỉ lách với khoai. Vâng. Nó không bị khô. Vâng, nó ngon đúng không? Nhưng mà mình mà lấy thịt nạc nướng thì nó lại khô. Vâng. Nhìn sướng. À, các bạn ơi thì bây giờ cậu Tài đã vừa mới đến các bạn ạ, chờ mãi. Bây giờ cả nhà mình hôm nay đây có hai thanh niên nhá, công chúa này đấy và xã đây tổ chức cái gọi là sinh nhật nhỏ nhỏ cho vợ. Hôm nay có cậu ở dưới quê lên chơi các bạn ạ. Thì hôm nay mình có mời mọi người chị mẹ là mùng 1 tháng 1, mùng 2 tháng 1 mới tổ chức. Thì cơ bản là bố cũng đi thường xuyên đấy, nên ra là không. Hôm nay mình chọn cái quán lợn găm lách nhá. Chỗ nhà anh Hoan cùng anh cũng quen. Đi, mọi người đi. Anh cảm ơn, thank you. Ê, anh à. Hải Nhi hôm nay không mặc váy à? Hả? Hả? Mình ngồi trên tầng 2 mà. Mình trên tầng 2 mà. Đi, bạn đi. Tầng 2.
đẹp không? Chỗ này đẹp không? Quá đẹp. Vâng. Đẹp quá nhỉ. Bố chọn không gian ở đây là quá là hợp lý. Đẹp không? Đẹp. Lãng mạn không? Lãng mạn. Chào các em nhé. Bỏ xếp ra. Không, đi xếp không ạ. Bỏ xếp nhá. Mình nhặt hết bố mâm rẻ cả. Không. Cả bố mâm rồi chứ. Một bơm thôi. Hải Nhi đang làm gì thế? Hả? Hải Nhi đang gấp giấy ăn à? Giỏi nhờ. Ủa cái gì? Con này là con gì đấy hả cô? Con chim ạ. À. Ơ có phải thật không? Vịt hóa tinh nha. Ồ. Đây đây là cái tráng mì không? Ai bảo thế? Con ớt à? Hải Nhi thích con nào hả Hải Nhi? Con thích nha. Con này không ăn ở đâu, con đấy chỉ trang trí thôi. Hải Nhi. Hả? À, Hải Nhi thích ăn gà. Rồi, lấy gà cho Hải Nhi đi. Đây giới thiệu với các bạn, đây là cái mâm cỗ này. Đâu? Canh cam mẹ ạ. Ờ, canh. Ôi để sao sao trẻ con. Rồi ok. Cái này canh gì đây em? Canh khoai ạ. Canh khoai à? Ờ, ok. Còn kia là nồi cháo đúng không? Cháo lòng cam mẹ ạ. À, cháo lòng à. Rồi anh cảm ơn. Cái này là gì đây? Hành. À, hành để lát ăn cháo đúng không? Ờ. Đây mình xin phép để giới thiệu với các bạn một chút. Các con từ từ nhá, để bố giới thiệu qua một tí. Sau đó thì sẽ đây là cái mâm này, mình đặt cái mâm mà full đồ ăn như này, lợn với lại là gà, là giá là 1.200.000 các bạn nhá. Cái combo này các bạn, cái combo này thì đối với gia đình nhà mình thì hơi nhiều, nhưng mà mình không biết cái này có lẽ ngồi khoảng chục người. Đúng rồi các tráng sĩ. Đói chưa? Đói quá rồi ạ. Đói quá rồi à? Thế thì ăn nhá. Đây, ok. Đi ăn cái gì nào? Mẹ lấy nào. Ăn chịt. Ăn chịt gì? Nhi ăn thịt gì nào? Nhi tự chọn nè. Này. Đấy, Nhi lấy ăn đi. Hoa sầu chim. Sầu chim à? Sầu chim. Đây mẹ lấy không? Đây là các hoàng tử nhà mình ấy các bạn ạ. Xã này đang lấy. Đây này, bát kia, bát của Bi đó. Bát. Ta con đâu? Đây. Hải Nhi vừa bảo con ăn gì nhá, Hải Nhi nhờ? Chim. Sầu chim á? Thôi chịt. Thôi chịt á? Đây xôi thịt của Nhi đây. Đây Bin lấy bát này đi. Rồi. Rồi, đói chưa? Đói rồi. Mẹ xé gà nhanh lên. Đâu? Hồ ăn miếng gì đây? Gà. anh Bin xôi à? Bin làm miếng xôi to thế nhỉ? Chắc đang đói quá rồi. À chờ lâu quá, bố đang giới thiệu món ăn một chút nên là các cô cậu hơi đói các bạn. Con mời các bác chưa? Con mang rồi, các bác. Mời các cô, các bác chú ngoan lắm. Nhi quay lại đây ngồi cẩn thận ăn thịt nhá. Ăn xong tí về lại đi chọn đồ tiếp nhỉ. À, Nhi ăn ngoan tí về bố mua váy nhá, Nhi nhá. Rồi em mời cả nhà nhá. Đói quá. À, anh em mình chén gì à? Đây là món gì đây? Nhi ơi, mẹ ơi, cho con bát cháo. Ăn cháo luôn rồi á. Cháo ơi. Mùi cái mùi mùi của cái món giả cầy. Giả cầy rất là thơm luôn. Con cháo tết cháo. Bị giòn lắm. Cháo cháo. Ai rồi, con Hoan. Anh ngồi mời, anh ngồi luôn đi. Đây em ngồi đi. Đây thì anh ngồi đây uống rượu nhé, em đi để em chuyển đây cho cô cháu ạ. Anh ngồi đấy đi. Hải Nhi lấy cái gì đấy? Con đi mẹ ngồi đi. Con mời đứng đi về đấy. Nè, xuống đá đây cháu này. Áo Hoan có quả áo đồ bếp nhìn rất là đẹp. Thôi anh rất là cảm ơn các em nhé. Thay mặt cả nhà cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi em cảm ơn anh nhé. Nào, cạch cái này. Quả nó nào đông khách ạ? Nghe á, như lời cạch em. Wow. Đồ ngon, thôi cảm ơn anh. Anh ơi, mời anh em cứ dùng tự nhiên nhá. Ui các bạn ơi, đây là cái miếng thịt lợn mà gì nhỉ? Hấp. Nãy giờ thèm lắm mà chống mặt. Lợn rừng luôn. Vâng. Nó giòn. Này chấm lá nhộn cho mình. Đây là lá nhộn. Nấu. Ừ. Cái gì đấy bố?
Cái nước chấm ở đây này chấm bằng lá nhội anh. Nhội à? Nhội muối tiêu. Này em lấy cái này ngon. Mời anh em nhé. Vâng, mời anh ạ. Mì vàng và dày đấy. Nếu mà nhìn thoạt nhìn thì mình không nghĩ đây là cái con lợn tam nách đâu. Mà mình cứ tưởng nó phải là cái thịt bê con ngé gì đó. Ôi giòn. Anh thưởng ngon nhỉ? Bởi anh làm nghề lâu rồi. Tức là anh cũng rất là kỹ tính trong chọn nguyên liệu thực phẩm. Anh Hoan là nấu bếp bao lâu chưa? Anh là 20 năm. Ủa? 20 năm là anh nấu ăn? Anh tổng bếp xưởng nhà Hùng Long 10 năm rồi. Nghe nói là anh Hoan có quán phở gà đấy đúng không? Anh có một quán phở Hà Thành là của anh. À, quán mà đông nghìn anh nhé. Có 264 Ân Dương Vương, 264. Để hôm nào em phi ra đấy rồi review quán phở cho bác nghe. Ok. Tại quán đấy nhiều người quảng bá. Đông nhỉ, đông anh ngon. Chung là mình cái quán nào mà ở Lào Cai mà ăn ngon là mình phải đến. Thôi, em cho anh cái đi. Chúc khỏe anh nha. Câu hưởng ứng như mình đấy. Bye bye nhé. Cháu ơi, lấy thìa. Còn tiếp tục đến cái này là nem thính của anh. Nem thính. Đây là món nem thính này. Cái này chấm cái gì anh nhỉ? Nước chấm nem thính đây. À đây này, nước chấm nem thính đây đúng không? Đúng rồi. Em cuốn vào là nhân súp đấy nhỉ. À thế à? Ủa. Ngậy. Muốn cảm ơn. Bơm cho anh miếng. Bơm cho miếng là phải làm chén đấy. Ở trên bảng mình ăn thế. Ui mình phải thế thôi. Đúng là nó có cái lá sung mà bùi hơn. Quán mình là mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ anh? Ở đây là 8 giờ. 8 giờ sáng. 8 giờ sáng thì cứ tối hết khách. À dạ. 22 giờ đấy. Chứ còn làm nhà hàng thì cổ khách cứa. Vâng. Khách ở dưới tầng anh 7-8 giờ. Nhưng mà em nghĩ là với cái mâm này mà với cái giá là 1,2 triệu thì quá là hợp lý luôn. Các bạn lên đến thành phố Lào Cai mà các bạn muốn thưởng thức món lợn gắp nách mà lợn là siêu ngon chuẩn thì các bạn nên đến. Địa chỉ anh là bao nhiêu nhỉ? Địa chỉ anh là 358 Văn Dương Vương. 358 An Dương Vương nhá. Anh đọc luôn số điện thoại đây nó nhớ đâu. Hai em. Số của anh là 0385 915 666. 0385 915 666. Đó, ai mà muốn nhu cầu mà thưởng thức món lợn gắp nách mà đặc sản ở thành phố Lào Cai thì cứ liên hệ với anh. Đây là cách biên giới Trung Quốc khoảng 2 km, vừa ăn vừa ngắm Trung Quốc luôn. À, món xào lăn. Có bao nhiêu đấy nhá? Bao số chim? Chim à? À, không nhưng mà cái miếng chả này phải nói là ngon, tuyệt vời. Sao vừa ra vị ngon? Mời em chào anh. Vâng. Anh giúp đúng không nhỉ? Mời anh nhá. Sức khỏe các bạn. Vâng. Đây nó uống theo kiểu gì đấy? Không có nhà hả? Mời anh nhé. Mời anh nhé. Rồi cảm ơn bác nhá, đồ ăn người bác quá ngon luôn. Tuyệt vời. Rồi mời. Nào, cạch là nào. Nào em Hải Nhi không cạch à? Cạch à? Không à? Hết nhá. Hết luôn á? Hết đấy. Xin chào các bạn anh nhé. Quán rất là ngon, tuyệt vời. Anh ngồi đây. Anh ngồi đây đi. 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 Anh vừa ăn luộc nó nóng hổi, nhìn cái hơi nó bốc lên nó sướng. Đấy, còn hôm nay thì tùy anh bảo không, thằng này tôi coi ra gì đâu, thằng này thế vâng. Mời nhà miếng bánh xe. Mình hay gọi là bánh xe công lý. Thôi mình ngon đấy. Không? Xe, ra đây là làm thử.
Cái này không gọi là long, cái này người ta gọi là dồi. Các em thử miếng không? Quan dồi. Tuyệt vời luôn. Vút à? Quan cháo rồi. Quan cháo rồi. Đúng rồi. Hai, gắp cho mẹ Trân miếng. Ngon chưa? Anh Quân này. Bạn được bát xôi, xôi bát ngon. Mời mời Duyên chén nhỉ? Bạn nội thừa quên đấy, không nhận chị gái mà mời chị gái thế nào? Hơi vô lý. Đấy, ơ em cầu mà. À, Bi à, Bi cũng chúc mừng sinh nhật mẹ này. Chúc mừng sinh nhật mẹ thì hôm nào đi thi cầu vua phải cố lên nha, để mang cái giải, mang cúp về tặng mẹ. Hai anh em nhà, hai cầu thủ nhà mình cờ vua áp phết đấy. Một nước một gì? Em anh nhá, mình ăn chén. Vâng, em ăn. Từ quê Hà Nội đến đây đấy. Qua thì hơi bận, hôm nay thì như ngày mưa gió. Đi này, ăn cái này ông tí có đi tăng 2, tăng 3 gì không? Ôi, tăng 4 nữa chứ này. Bao giờ mà cậu chẳng mời tăng 2 nhỉ? Ừ. Chúc sinh nhật vui. Vâng. Chúc sức khỏe. Cảm ơn anh rất nhiều nhá. Xin chào em nhá. Vâng vâng vâng. Cảm ơn anh. Anh cứ ngồi đây cùng vợ chồng anh luôn. Sức khỏe nhà mình ăn ngon miệng nhá. Nước này nhất em lên quán bát lần em. Các bạn là cái giờ này là đông khách, các bạn sẽ lên đông cả. Lên lên nhá. Đi lên lên nhá. Mời em. Đây cảm ơn các bạn. Đồ ăn ngon tuyệt đấy. Anh đi ăn cái này không? Phùng phùng á. Hả? Em cho em xin thêm mời em. Ồ, em xin gái. Có người đẹp đến mời rượu. Luôn là yêu cho em. Ok. Anh cũng đưa với em, anh đưa là tao nhá. Người đẹp mời uống rồi. Em gái tên gì nhỉ? Hồng à? Hồng à? Anh nhìn bài nhá. Hồng là nhà ở đâu em? Nhà ở trong ở đâu? Ở Bắc Cường. Sức khỏe em nhá. Tay Hồng nghe hợp ấy nhỉ? Sao con? À, Hải Nhi ăn cái này à? Hải Nhi ăn ngô à? Anh ơi được tay mà em có mời anh mấy chén nào Hồng nhá. Đi nghỉ mời đi. Đây giờ em mời riêng anh nào? Anh dưới Bắc Cường mời. Nhìn lại xóm với nhau biết đấy. Mời em nhá. Sức khỏe nhá. Wow, đây con gái Tây Bắc uống rượu khỏe nhá. Anh cứ đợi mãi thôi. Mừng em. Đợi này em xin phép rồi đúng không? Đây. Khỏe em nhá. Thế nó mang được. À rồi. Anh ngồi đây đi. Chỗ trưởng ngồi với nhau. em bảo là em khuya em không ngủ, em phải uống rượu chứ hiểu ấy nhỉ, không ngủ danh nhỉ, cái gì bác nhỉ, mình nó sẽ lên nhá. Anh xin phép uống rượu hai một chén Hồng nhá. Anh xin phép biết tên Hồng thì tên rồi đúng không? Cái lúc em tên là gì nhỉ? Em bảo chưa uống nhiều đúng không? Em gái. À, cái lúc em tên là gì? Em gái Tây Bắc hay em gái vùng cao hay gì? Cái mưa nhỉ? Em gái Hồng vào đấy thì là cứ phải nhá. Thì cũng là em gái nha các bạn chứ. Ai vào đây Lào Cai ra cho nhà anh Hoan ăn món gặp em gái. Vâng, các bạn gặp em gái. Facebook là em gái. Em có dám đọc số điện thoại lên nào? May là có người follow em luôn đấy. Đây nhá, đây là gái vùng cao chưa người yêu anh em nhá. Số điện thoại em bao nhiêu? Điện thoại em ạ? 81557811113. Em đọc lại lần nữa, đọc chậm thôi. 81557811113. Ok, cảnh sát 113. Anh em có số điện thoại rồi nhá. Đến quán này là phải gặp đúng em Hồng nhá. Từ nãy là em gái tên Hồng. Em gái tên Hồng. Thôi, cậu mời riêng em hay nào? Hồng ơi, sức nhỉ?
Anh gặp Hồng, anh gặp mình sao xuyến lại như hồi còn anh còn chưa vợ. Phải Hồng nhá. Anh nhìn số điện thoại của em rồi. Cảnh sát 113. Anh là người gọi cho em đầu tiên. Anh nhớ làm gì em, sợ tối anh gọi, cứ gọi tên em thì gọi anh thì anh chết. Đúng rồi. Mày cứ tìm em Hồng ở đâu thì... Hồng là người người gì nhỉ? Em là người gì? Em là Kinh, chạy bàn rồi. Không, ý anh hỏi là em là người dân tộc gì? Em là Kinh. Kinh à? À. Em lại mời ai bây giờ? Em mời cảm ơn. À, rồi, cảm ơn em nhá. Mời dân chị này, ý là em này đến đây mà ai mà đến thì phải xác định là phải biết uống rượu nhá. Em còn chơi sắp đôi đây đấy. Nhớ nhá, ông nào mà sau này tán em Hồng thì nhớ cảm ơn tôi nhá. Ông đâu của con đó mẹ. Cảm ơn em rất nhiều nhá. Cảm ơn. Wow, các bạn này. Sao mọi người có thể chơi được quả gái Hùng Cao càng quá các bạn ạ. Gái Hùng Kinh. Người Kinh nhưng mà họ ở vùng cao, trên này gọi là vùng cao rồi nhá. Em gái. Em gái. Hà ơi, cánh bánh ơi. Trong người ta không làm cái cành lạnh sức. Càng quá. Dạ thịt gà đây ngon với nhỉ, thịt gà đây chắc nhỉ. Làm thịt khoai nó chín sợi. Anh em nhá, em có số điện thoại rồi nhá. Ông nào mà tán em Hồng nhớ phải comment hoài hoài đăng ký và chia sẻ video cho tôi nhá. Nhớ bán cái này, lá này là lá gì đấy? Lá nếp. À, phải lá cơm nếp không? Không, cái này là gọi là dứa nếp. Là dứa nếp hồi xưa nhỉ, anh bảo định tìm mua này đấy đúng thì không? Thì nó khác gì nhỉ, lá cơm nếp đâu, đúng không? Lá cơm nếp, lá cơm nếp. Ở đây rất là hay các bạn ạ, khi mà các bạn ăn cái mâm của mình nó bị nguội rồi ấy, thì nhà hàng sẽ offer cho mình một cái nồi nước dùng mà có bỏ lá nếp vào. Rất là hương, rất là thơm. Mình để mẹ này lên đúng không? Ồ, cái này lên nó cũng nóng. À, đúng rồi, ok. Đó. Nên sau mình ăn quen mình gọi đặt này ngay từ đầu luôn, nhỉ? Không, mùa đông thì mùa hè mình không cần, nhưng mà mùa đông bắt phải ăn qua một lần em khô rồi thôi mình gọi. Hay nhỉ, như này vừa nó luôn luôn cái đồ ăn của mình nó dạng hơi mướt nhỉ. Đây ngon, bốc cả hơi lên luôn nhỉ. Cái mùi lá nếp rất là thơm luôn, đi cẩn thận nhá. Thơm thật đấy. Ơi, tôi mời bạn Khải Đinh. À, xin phép giới thiệu ở nhà, đây là bạn Hải nhá, anh em hàng xóm với nhau. Bao năm nay hữu tình gặp ở đây, tuyệt vời. Bác nào ấy? Trước giờ bạn làm ở Sapa mà, đúng không? Sapa cũng về đọc ra nhiều năm. Đi đi lại suốt đúng không? Suốt, nói chung là... thơm lắm. Anh học gặp miếng. Con này vào thứ bảy. Nó khác mà. Đúng ra là rồi. Là lên rồi nhưng mà đâu phải là đâu quên. Cái tưởng mới hơn gì. Nó nóng nóng này đâm ra là cái mùa đông này. Bố có rồi em bố. Sao không? Cái này để lên nhìn cũng sợ cái bụi phòng. Con này không? Đây em. Nhìn thấy hai quả ớt gọi là cái màu cay lắm. Mẹ lấy quả đấy cho Nhi ăn nhá. Ông cơ mà ăn vịt. À thế à. À đây xôi này, xôi Nhi đây. Hôm nay sinh nhật mẹ Tuyên thì bố mời mẹ Tuyên một cái nào. Chúc mẹ Tuyên luôn trẻ đẹp nhá. Nào các anh, các chú bác có hưởng không ứng không? Về muộn là chưa đi mua quà đâu nha, không phải chúc xuông ấy. Quà đây toàn phó giáo sư tiến sĩ để ở nhà đây còn gì nữa. Okay. Đúng không? Em mời các bác nhá. Hết luôn nhá. À, vào tay cái đó. Anh thơm nhỉ? Rượu chuối hột chuẩn. Bi ăn cái gì con? Xôi à? Bi là hâm mộ món xôi nhỉ? Bi ăn hết cháo rồi đấy. Đây, đây là cái món này. Cực kỳ là ngon. Chấm ở đây lại cái nước chấm ở đây rất là khác luôn nhá. Ở cái nơi khác đây là chấm với lá nhội. Đó. Nhiều nơi thì chấm với lá nhội. Nhi ăn cái gì mà gào đấy nè Nhi? Đấy là xôi, không phải cháo nhá. Ăn cháo. Nhìn ăn xôi. Xôi màu gì đây?
Đúng rồi. Siêu hết nhỉ. Em ba đứa à? Em ba cháu ạ. Nhìn ngon này, hấp dẫn này. Đấy, anh thấy không, em để hết phó giáo sư tiến sĩ ở nhà này mà còn cũng được cái vẻ ấy. Anh hai là con trai. À đây. Mưa rồi. Ôi, vừa ra xong rồi trời mưa luôn. Các bạn ơi, có lẽ là sau đây mình cũng xin phép kết thúc cái video tại đây các bạn nhé. Hẹn các bạn vào những video kế tiếp. Đang định bảo là đi quay thêm một chút nữa để chia sẻ với mọi người, nhưng mà bây giờ mưa quá rồi. Bye bye. Để cho mọi người về nhà thôi. Bye bye các bạn nha. Bye bye. Bye bye.